và các bạn hôm nay shop giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là mì bánh mì sandwich bơ đậu phộng. Bánh mì này chúng ta có một cái gói nhỏ bơ đậu phộng bên đó, chúng ta quét một bánh mì chúng ta ăn cũng giống như trên ảnh luôn nè. Để đặt hàng sản phẩm này, các bạn vui lòng là liên hệ đặt hàng qua đường link bên dưới clip này, và là mua số lượng nhiều thì liên hệ qua website nha. Một thùng của nó là 60 gói. Mình xin chào các bạn, hẹn lại. Hẹn sử dụng là 10 ngày nha các bạn, mua về ăn ngay.